Đây, gửi mẫu nhà cho bác Chí này. Căn nhà y xì bác mong muốn nhá. Đây, căn nhà 3 gian này, 3 phòng xây đằng sau dưới này, bên trên đổ mái này. Có lan can chạy phía trước nhá, có lan can chạy phía trước này. Tất cả hệ thống theo y xì phóc, cái nguyên bản mà bác mong muốn một căn nhà như này đúng không? Đây, tổng diện tích cái mặt tiền này, mỗi mặt này là 3 mét nhá, 3 mét trên một gian này. Đấy, gian nách này là 2 mét này, gian lòng 3 mét, gian nách 2 mét và gian phòng này ra đẩy ra là 4 mét. 4 mét thì xây được 3 phòng ở dưới, còn lại tầng trên để trống. Đây, tầng trên để trống cho bác đây, có lợp mái. Đấy, bác xem là nó như nào, được hoạch toán cụ thể ra nhá. Ok, chốt đơn thì sẽ hoạch toán cụ thể. Rồi, ok nhá. Bác muốn liên hệ thì cứ qua Zalo. Ok.